bao nhiêu đêm không ngủ, ngồi nghĩ ở kịch bản. Bao nhiêu ngày không dám đi chơi, ở nhà quay. Kết quả, bồ bỏ. Kệ thôi. Đối với anh là tiền tài tất cả mà gái gú là phù du mấy em. Là quan điểm của anh nha. Bỏ tao giờ, tiếc chảy kè. Thánh địa thể hình, thiên đường giúp mỹ, diêm chúa ngao du, giao lưu thần tượng, hợp đồng triệu đô, kết nối bang giao Việt Mỹ, doanh nhân trẻ Việt Nam, Duy Nguyễn, THOL. Chào mừng mấy em đến với một ngày cực kỳ mệt mỏi. Ngẩng mặt lên trời, hận đời vô đối. Nhìn mặt xuống bàn quá trời cúp BBT. Hàng bên Mỹ mới gửi về mấy em. Nó gửi hồi trước Tết luôn ông nội. Về tới đây cái đi ngang hải quan, mấy hải quan mới kỵ cúp em. Nhớ nha. Hải quan là kỵ cúp. Anh nói rồi, hải quan bên Mỹ cũng kỵ cúp, giờ Việt Nam hải quan kỵ cúp nữa, trời đã coi hành anh muốn banh hành luôn. Giờ mới ra. Đó, làm clip review về cúp. Đôi tay Simmer đâu chỉ để làm thơ, mà uy lực tên từng trang chữ nhất. Mà cái này không có nhất em, cái này số 2 em ơi. Bởi người ta nói cho mày tao vua về nhì. Nhìn một đống cúp nó đẹp vậy nè, nhưng mà vua về nhì mấy em. 2019 nha, International nha mấy em. International đây 2019. Cái đại đi mệt quá. Xong, cất cái hộp dấu đi. Còn nữa mấy em. Wow. Còn nữa, nó nhiều lắm. Nhớ là nu trách không? Không, nó xích thiếu anh. Đó này 2018 mấy em. Ai phải để vậy mới đúng chứ ta. Đây. Đây. Được không? Công sức của anh những đêm thức trắng đổi lại được như đây. À, đây á, là những cái cúp. Đúng không? Nó thể hiện rằng công ty BBT của anh Duy Nguyễn là nhà phân phối quốc tế. Quốc tế tế International Superstar Soccer. Giống cúp C1 không em? À, giống cúp C1 không? Đây 2017. Đây 2018. Đây 2019. 3 năm liền liên tiếp số 2 thế giới. Vậy mà bữa hổm có thằng kia nó vô nó hỏi: anh Duy ơi, còn bán lắp radar không anh? Trời đất ơi, mấy cái xích của tao, tao làm kiển nha, mày hỏi tao còn bán lắp radar không? Buồn, dễ sợ. Thì một lần nữa, thay mặt cho công ty BBT và lắp radar, Duy Nguyễn cảm ơn tất cả mọi khách hàng, già, trẻ, lớn bé, có tập gym cũng như không tập gym, đã ủng hộ hàng của lắp radar cũng như của công ty BBT trong những năm vừa qua, để cho lắp radar nói chung và công ty BBT nói riêng có được cái thành công như thế này ở thị trường Việt Nam. Xin cảm ơn. Wow, mạnh dữ. 2019. Thằng này để ngược. 2018 làm quê ba. Cái này 2019 là hàng xiền luôn. Đây 2018-2019. 2 năm liên tiếp vua về nhì. Jose Mourinho cay lắm em. Cay lắm. Anh tham vọng là từ 2017 tới 2018-2019 là mình phải top 1, top 1. Mà không được em. Cái thị trường của lắp radar này nó dị lắm. Nó chơi international luôn. Rộng quá. Đó. Nên BBT đã cố gắng, gần như là cũng là khá full sức rồi đó. Nhưng mà về số 2, vua về nhì. Về số 1 là thị trường 1,3 tỷ dân Indian. Ấn Độ. Ấn Độ nó số 1 hoài đúng không em? Việt Nam mình đú không lại. Nhưng thôi, cũng cố gắng hết sức, tận hết tâm rồi. Thị trường mình 96 triệu dân, nó 1,3 tỷ dân. Không bằng số lẻ nữa. Chịu nha. Vậy thì lắp radar đó là cái thương hiệu số 3 mà anh Duy Nguyễn phân phối Việt Nam.
số 3. Thằng số 1, thằng số 2 đi bán muối rồi. Nha, giờ nó là số 1 luôn rồi đó. Nó vừa tuổi đời vừa tuổi nghề lâu nhất đó. Bây giờ trong những video trước anh nói anh có một gì đó rất giống lắp rồi đó. Từ đam mê thể hình mà ra con đường kinh doanh gym, tất nhiên hai hướng đi hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ông Lapada ông già rồi, anh còn trẻ rồi. Nếu mà bây giờ anh nói là sau này sự nghiệp tôi hơn ông thì nó hơi láo. Nhưng mà nó là sự nghiệp của tôi chỉ dừng lại mức này á là dối lòng. Mấy em hiểu sao đây? Không thể hiểu đúng không? Nó khác Nutrach là phân ra từng khu vực. Còn ở đây là Lapada là khắp thế giới luôn, thị trường nội địa và thị trường thế giới đó. Và đi vô cái công ty mà thực phẩm bổ sung của Lapada đó, từ tham quan tới tập luyện tới này nọ kia thì nó rất là ấm cúng, rất là home, rất là family nha. Anh đã chia sẻ trong những video trước rồi. Thì ngày hôm nay anh sẽ nói, thứ nhất là anh phát một thông điệp rằng BBT lần thứ 3 liên tiếp top 2 thế giới, và chia sẻ cái chặng đường làm nên cái huyền thoại này. Lee Lapada là một huyền thoại, Duy Nguyễn cũng là một huyền thoại, và đây là huyền thoại chung của chúng tôi. Những cú bắt tay thần thánh, những cú huyền thoại. Và Lee Lapada có những lời chia sẻ cảm ơn động viên fan của Việt Nam. We appreciate you guys that we are happy to be partnered with Dwi and BBT Trading and Full, which are the fine gyms that you have in Vietnam. And we're very excited to be teaming up as Labrada Nutrition to bring you the finest sports nutrition supplements in the world. I'll see you soon. See you soon. Thằng media không chèn vào tao đuổi. Ba lần rồi nghe. Chuyên gia nó chơi vậy không? Vậy thì nhắc tới Lee Labrada là những chuỗi sản phẩm protein thần thánh. Protein thần thánh đầu tiên xin nhắc đến là Lean Body. Lean Body, Lean Body phát triển top 1 ở Việt Nam ở cái mảng thầy Thái Quang, ở cái mảng gói là nhà công của Duy Nguyễn. Wow. Này phô hơ, còn cái phô boy hết hàng rồi mấy em, nó cháy hàng vậy đó, cháy hàng liên tục. Duy Nguyễn đã đổ tâm huyết, công sức, tiền bạc, tuổi trẻ, 3-4 bồ nó bỏ luôn để làm một giáo án thể hình Lean Body vào cái khoảng thời gian sung mãn vào những năm 2100 của 2010 mấy hồi đó. Một cái chuỗi giáo án nó đi liền với cái tên sản phẩm. Sản phẩm tên là Lean Body, anh Duy Nguyễn có giáo án Lean Body, đúng không? Ở bên đầu bên kia thì Lapada BA Lean Body Promise, ở đầu Việt Nam anh Duy Nguyễn BA là Lean Body. Mà thậm mấy em coi giáo án đó đâu, công sức, mồ hôi, chất xám, tiền tài. Bao nhiêu đêm không ngủ, ngồi nghĩ ở kịch bản. Bao nhiêu ngày không dám đi chơi, ở nhà quay. Kết quả bồ bỏ. Kệ thôi. Đối với anh là tiền tài tất cả, mà gái gú là phù du mấy em. Đó là quan điểm của anh nha. Bỏ tao giờ, tiếc chảy ke. Ai. Hồi xưa anh vậy nó bỏ anh nè. Rồi anh vậy nó qua đường anh nè em. Nhỏ chưa? Và Lean Body nó còn nằm ở đâu nữa em? Nó nằm trong những cái câu thơ huyền thoại, đúng không? Nằm trong bài hát gym dành cho cuộc sống. Nó nằm ở trong Lean Body, ta một đời ngạo nghễ, thế mắt xê, định một kiếp hùng anh. Lean Body, ta một đời ngạo nghễ, thế mắt xê, định một kiếp hùng anh. Trong cuộc đời đâu chỉ sống với danh, mà thơ mộng trên từng cung cảm xúc. Ở trong những video hàng triệu view, đó là cách làm marketing của anh Duy Nguyễn về hai chữ Lean Body.
có một giáo án cho nó, có một vần thơ cho nó, có những bài hát cho nó, có những clip pizza cho nó luôn nữa. Oh my God. Đúng không? Tại sao Như Nguyễn lại đổ tâm đổ sức để Như Nguyễn VR cái chữ Lean Body nó mạnh mẽ như vậy, để giờ hôm nay anh ngạo nghễ cho đến cúp này lần thứ 3 liên tiếp. Tại vì anh Duy Nguyễn nhìn thấy rằng Lean Body là một sản phẩm nó outside của giới gymer. Không phải tập tạ mới là uống Lean Body được. Lean Body nó dành cho người bệnh, nó dành cho người già, nó dành cho con nít biến ăn chán ăn, nó dành cho phụ nữ khát sữa, ô lộn thiếu sữa. Nó dành cho everybody. Trong cuộc sống này, mọi người không phân biệt màu da, quốc tịch, tôn giáo, đảng phái, quan điểm thể hình, tất cả mọi người đều cần Lean Body. Nó quá tiện trong những chuyến du lịch, nó quá tiện khi chúng ta đi ra ngoài, đi từ con xe tinh hoa tới con Mercedes, tụi em đều có cái chỗ để bỏ Lean Body. Và tụi em chỉ cần một cái bình latte HOL thôi, đúng chưa? Tụi em đổ nước vô pha, nước suối 5.000 chai mua đâu chả có. Nó quá tiện lợi, nó quá tiện lợi. Anh Duy nhìn được cái điểm đó. Phải có Lean Body. Lean Body chỉ còn 80 gói trong kia nữa kìa. Hai vali, đặt hai vali rồi. Đúng không? Và là anh Duy sống chết đổ tiền VR Lean Body liền. Tối bà dưỡng VR. Và bây giờ em nghĩ thị trường không thằng nào nó làm được nhanh hết. Cái điều đó là cái điều anh đứng đây mà anh tự hào. Anh chia sẻ câu chuyện thành công. Là một gymer đâu chỉ cơ bắp được mà phải có cái đầu. Có cái đầu nữa mấy em. Mấy em thấy chưa, cụm từ Lean Body khủng khiếp chưa? Đó. Rồi còn ở bên Mỹ á, Laprada cũng bia cho cụm từ Lean Body luôn. Em nhìn cái tướng ông Lean không? Wow. Chà đã 60 tuổi rồi đó. Lúc nào dây điện cũng nổi cục 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 hết. Đúng không? Đó là ổng đang giữ một cái hình hài Lean của một tượng đài Lean dành cho một sản phẩm tên là Lean Body. Đó, và Lean Body của ông Laprada đó, nó cả một cái nhánh thương hiệu, cả một cái brand name, chứ không đơn giản là chim bịch Lean Body. Ở bên Mỹ nó có nhiều loại Lean Body, nhưng mà thị trường Việt Nam này anh Duy chắc lọc những loại mà nó quan trọng, mà nó cần thiết nhất, nó phù hợp với túi tiền Việt Nam nhất, phù hợp văn hóa Việt Nam nhất. Ở bên Mỹ là Lean Body on the go, Lean Body ready to drink. Đó là những loại Lean Body nó phát triển nhiều nước á. Còn đem về Việt Nam mình nước thứ nhất ship mắc, thứ hai giá mắc, các bạn mua nên thôi anh bán gói cho nó. Và nó còn có Lean Body hữu. Xin lỗi khách hàng mấy em, nói chung hàng của anh nó bị hơi bị yếu nha, có nhiều nhường đại lý hết, anh nhường đại lý hết. Vậy sản phẩm thứ hai là cái gì? Sản phẩm thứ hai là cái gì các bạn? Lean Pro 8. Lean Pro 8. Lean Pro 8 là thằng anh song sinh với thằng Lean Body, nó đều là chữ Lean, 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 Lean. Cái triết lý Lean nó từ Laprada mà nó có. Còn triết lý của thể hình là xả xiết xiết xả, xả xiết xiết xả. Nha. Đó, bởi vì anh thích cái triết lý Lean, nó làm cho một người giám đốc như Duy Nguyễn không còn thay bộ đồ. Mặc 3 năm cũng vậy thôi. Không còn phải thay đồ, thay size, thay kích, thay thước. Con người của Duy Nguyễn trước sau nó vẫn vậy, cùng lắm lên 1-2 kg thôi. Không có chuyện mà lên 10 kg xuống 20 kg. Ok, nó có. Thì cái thằng Lean Pro 8 này nè, là nó là một thằng anh song sinh với Lean Body. Hàm lượng calorie thấp hơn, chất lượng protein trải dài hơn, nhưng mà hàm lượng dinh dưỡng nó cắt bớt. Wow. Thì thằng này á, nó mạnh về dinh dưỡng. Dinh dưỡng nó nhiều hơn, thích hợp cho sau khi bữa ăn hơn. Tức là tập xong đói là quất, sáng là quất. Thì thằng này nó thích hợp hơn, và thằng này nó cũng có thể dùng được như vậy. Nhưng mà thằng này á, là cái lượng protein nó gọi là nó thêm muỗng, nó thấp hơn, và cái gọi là calo nó thấp hơn. Đó, thành phần những chất nó cũng đa đá nhau, protein chất lượng hơn, do đó mình có thể dùng trong ngày. Hai thằng như nhau thôi. Thằng này thì nó gối, thằng này thì nó hợp. Nó không có một sự khác biệt nhiều lắm giữa những dòng Lean với nhau. Đó là đế chế Lean. Nó tạo thành một Laprada. Và nó đã cống hiến cho Duy Nguyễn nửa cái cúp này. Nhớ, đế chế Lean, nó cống hiến nửa cái cúp. Vậy thì một cái công ty á, mà nó phát triển chủ yếu về protein thì không thể nào thiếu dòng máu. Tất nhiên ở Laprada nó còn nhiều thằng khác nữa nha mấy em. Nó nào nó có Isolin, đúng không? Isolin rồi cái gì Waylin, nhiều loại lắm. Nhưng mà những loại đó thì nói chung nó hết hàng rồi, thì cũng tiện nói, hiểu không?
Tóm lại anh chia sẻ gọn là cơ chế Lean và Mass. Nếu mà nói về Mass, thằng Mass này ở Việt Nam xưng số 2 thì anh nghĩ không nào dám xưng số 1. Thề luôn. Tại vì anh làm hàng anh biết mà. Thị trường nó nhiêu khối lượng, nhiêu thằng nào chém gió, thằng nào thiệt, anh nghĩ anh biết. Thì cái loại Mass này nó thành công ở Việt Nam tại sao? Tại vì nó phù hợp với người Việt Nam và nó nằm trong bàn tay Kinh Như Nguyễn và công ty BBT BA cho nó thì nó mới thành công thôi chứ. Cái này vô tay thằng khác là cũng leo tèo. Thật sự bạn, anh mát tay lắm. Anh đỡ thằng nào là đẻ thằng đó. Một tháng anh tốn 300 triệu tiền trả lương cho media, chưa tính tiền bảo hiểm thuế phí. Thì mấy em nghĩ cơ, một năm anh tốn nó 3 tỷ 6 rồi. Đó là cái tiền mà tiền base marketing. Đó là cái tiền marketing mà gọi là chi phí mà gọi là nhân công đó. Còn chi phí khác nữa thì sao? Đúng không? Làm ăn thì phải marketing mấy em. Mấy em thấy anh marketing cho nó mạnh tới cỡ nào? Đó là cái việc quảng cáo. Còn việc thứ hai là cái sản phẩm thằng này cũng khá là tốt. Rất là tốt. Pha dễ, đúng không? Pha dễ tan, uống mùi vị ngon, có vitamin khoáng chất dinh dưỡng đầy đủ liều căn bản. Mà cái điều căn bản nhất là nó của thằng Labrada sản xuất. Mà Labrada là trùm về protein, Labrada là thế mạnh xương sống là protein, thì không thể nào nó kém được. Đó. Nên cái loại này bán rất là chạy ở Việt Nam. Bạn rất là chạy ở Việt Nam, phải không? Được sự tin dùng của người Việt Nam. Mà thị trường Việt Nam này thì nó xì ke khỏi nói rồi. Ở Việt Nam này được có một cái ốm đông lắm mấy bạn. Có nghịch lý, mấy thằng ốm ở Việt Nam á thì nó sẵn sàng nó bỏ tiền ra nó mua mát nó uống. Nhưng mà ngược lại mấy thằng mập thì nó nhát đi vô. Cái đó là cái nghịch lý ở Việt Nam, còn bên Mỹ nó khác. Bên Mỹ á là nó fast burner là cái thị trường bán chạy nhất, nên nó đọc fast burner hết. Đúng không? Hiếm cái này. Cái đó là cái sự khác biệt giữa những thị trường, giữa những quốc gia, dựa trên tập tục và văn hóa. Nói chung một lần nữa cảm ơn Muscle Mass Gainer đã đem về cho BBT một chiếc cúp danh dự. Thằng kia nó thèm mấy em. Thằng camera nó ốm quá nó thèm. Ở đây không tròn. Vậy thì anh xin chia sẻ tiếp cái chiến lược của công ty BBT trong năm 2020. Sau khi mình có những cúp danh giá này thì cái mục tiêu của anh là phải duy trì nó, không để tụt top 3 nha mấy em. Bởi vì cuối năm á anh thường alo, ồ Labrada hả? Giờ tao mày thân quá rồi, tiết lộ bí mật được không? Ê thằng Dubai nhiêu rồi? Hả? Cái thằng Dubai nhiêu đó rồi hả? Mày nhắm từ đây tới cuối năm nó có lấy hàng không? Không hả? Thằng này tối cuối năm đi chơi hả? À được rồi, thôi ok chốt. Nó thằng Ấn Độ thì nó xa lắc rồi không bạn nữa. Giờ thằng Dubai nó kè anh mấy em. Thằng Dubai đâu gặp nó hết. Thằng Dubai anh làm hãng nào cũng gặp nó hết mấy em. Đó. Nên anh sẽ cố gắng anh duy trì vị trí top 2. Còn cái vụ kia thì núp lùm thôi. Cái vụ top 1 thì núp lùm chờ thời cơ, chờ Ấn Độ nó có biến rồi tính mấy em. Vậy thì sản phẩm BBT có thay đổi, sản phẩm của Labrada có thay đổi không? Sản phẩm của Labrada bây giờ nha, nó bỏ hết tất cả những hàng không phải là protein. Dồn vốn vô protein. Dồn vốn vô protein nha mấy em. Nên những cái hàng giống như Super Chạc hay là BC Powder hay là mấy cái vitamin gì đó thì nó tạm ngừng sản xuất. Không biết là làm sao có hay không có không biết. Nó sẽ tập trung phát triển mạnh về nhánh protein, cải tiến sản phẩm, cải tiến mùi vị, cải tiến này, cải tiến kia. Và đích thân của anh đã đi vô nhà máy của Labrada. Anh coi cái cách mà Labrada nó sản xuất về mát, rồi về quay, về protein này nọ kia có đảm bảo không? Đúng không? Có đảm bảo cặp ru không? Có xua không? Mà bạn nên nhớ, bạn chơi một hãng bạn phải hiểu về một hãng. Ở cái hãng Labrada này á, cái điều quan trọng nhất á là cái độ trust. Cái độ trust label. Bạn nên nhớ Labrada label ghi như thế nào thì sản phẩm nó là như vậy. Cái đó là cái độ trust của Labrada. Ghi rõ ràng trên sản phẩm label luôn nè, đâu nè. Cái này là loại mới nha, loại cũ hồi xưa nó bịt màu đỏ mấy em. Có mấy bạn coi video cũ của anh đâu mà xa lắc xa lơ, năm não năm nào á. Ủa anh ơi sao mua Muscle Mass nó giao bịt màu trắng. Đó vậy đó. Đây nè, đâu nè, không, đâu, mất tiêu rồi. Đây, câu cuối cùng nè. Bạn đọc câu cuối cùng vô đây. Cuối cùng là cái label là độ trust cực cao.
luôn được test một bằng một cái đơn vị độc lập thứ ba. Đó là quy trình sản xuất protein của Labrada. Nên sau này á, năm tới sẽ phân phối thêm cái dòng Labrada nước. Chắc chắn là giờ đẳng cấp mà ông chơi nó kỳ lắm em. Ví dụ như ai nghèo thì cũng chơi thôi chứ anh phải bán. Anh bán để anh uống chứ không chỉ anh uống, anh thích uống ao líp lứa nước. Bây giờ nó Lean Body nó có loại nước sáng ra, nó ngồi live stream chém gió, đồ cầm ly đổ đạnh uống nó đã chứ, sai nhân viên đi pha vài tội tụi nó. Đó, và loại Lean Body For Her. Trời, nó có Lean Body For Her bây giờ nó cháy hàng mấy em. Phụ nữ người ta chán uống lướng uống Lean Body For Boy lắm rồi. Uống Lean Body For Her, boy no quá. For Her vừa hơn uống phán một tập gym này nọ. Mà nó có những cái vitamin và nó có những cái chất mà làm cho tăng hormone sinh lý nữ nữa. Đó. Anh dùng chữ tăng hormone là quảng cáo thôi chứ. Tức là nó làm cho mình thêm một cái giống như là một cái đóa hoa mà được tưới nước bằng lần 3 ngày nó tươi tắn vậy thôi nha. Đó, đó là cái chiến lược của Lee Labrada, của anh cam kết với Lee Labrada trong một cái cuộc đua kinh doanh, trong một cái gọi là một cái cam kết làm ăn hợp tác ngày càng sâu rộng trên đối diện gọi là độc quyền lâu năm. Đó, mà độc quyền lâu năm nó mang về cho anh những cái này. Và trong video sau anh sẽ chia sẻ cho tụi em biết được cái đẳng cấp và cái cảm giác khi anh đột kích vô nhà máy sản xuất của Lean Labrada. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Xin thân ái kính chào một lần nữa chia sẻ của Duy Nguyễn qua những chút nữa đây. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.